lại với kênh Kim Hân Vlog. Dạ chào anh Trung. Hôm nay mình đi quay buổi chiều như thế này là anh Trung cảm giác nó rất là mát mẻ, thoải mái. Khán giả khi xem cũng sẽ được thoải mái. Dạ, chỗ này có rất là nhiều rào luôn á. Đợt nhãn lồng. Cái này sau khi quay xong là mình có thể hái nhãn lồng về mình luộc ăn được luôn đó quý vị. Hôm nay thì Kim Hân sẽ gửi đến quý vị bài hát Nước Biển Mưa Nguồn, một sáng tác của soạn giả Viễn Châu. Cứ mỗi chiều khi nắng hoàng hôn buông mình trên sớm nhỏ, tôi lại đưa con tôi đến một góc gắn gượng nuôi con trong cuộc sống cơ hội.
sáng tinh sương trên đường xuống chợ. Qua mấy nhịp cầu với gánh nặng hoàng giai, nắng sớm mưa chiều dù nhan sắc tàn phai, mẹ vẫn lần đần với tháng ngày dân già. Quên cả thời gian tàn đông hay cuối hạ, sống với con mình trọn cả một thời xuân. Ôi thương về khuya khi con đã say giấc ngủ.